Chào mừng quý vị đến với bản tin chuyên đề của tạp chí Cao su Việt Nam. Mở đầu bản tin chuyên đề ngày hôm nay, chúng ta cùng điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra trong 2 tuần qua. Ngày 5 tháng 5, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và ký kết công trình chào mừng Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, sơ kết 2 năm phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuỗi các sự kiện tháng công nhân năm 2023 diễn ra trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 5 đến cuối tháng 7, với các hoạt động cụ thể như tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên 90 công nhân bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật 31% trở lên, xây dựng và trao tặng 60 căn nhà mái ấm công đoàn, tặng các công trình ánh sáng công đoàn với tổng số tiền 4,3 tỷ đồng, tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động, biểu dương, khen thưởng 54 tập thể, 79 cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trao danh hiệu công nhân cao su Việt Nam ưu tú lần thứ 7 cho 261 công nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững ngành cao su. Tại buổi lễ, Công đoàn và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ký kết công trình sản lượng khai thác mũ cao su vượt kế hoạch năm 2023 để chào mừng Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Trị giá công trình là 425.000 tấn mũ cao su, sản lượng vượt 4%, tương đương 17.000 tấn, thời gian về trước kế hoạch là 10 ngày, với tổng số tiền sản lượng vượt là 544 tỷ đồng. Công đoàn Cao su Phước Hòa đã tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, vào ngày 9 và 10 tháng 5. Ông Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử chủ tịch, bà Nguyễn Thị Kim Chi tái đắc cử phó chủ tịch công đoàn công ty. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Phan Mạnh Hùng biểu dương những kết quả đáng tự hào mà công đoàn công ty trong nhiệm kỳ qua đã đạt được. Trong nhiệm kỳ mới, công đoàn công ty cần tích cực tham gia các giải pháp thực hiện hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị, tham gia sắp xếp, bố trí lao động, xây dựng nội quy, quy chế, xây dựng định mức, đơn giá tiền lương đi đôi với tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc. Từ đó, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với đơn vị. Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 5, Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 15 người. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty. Phát huy những kết quả trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng Công ty xác định nhiệm kỳ mới sẽ tập trung đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ công đoàn. Đoàn kết, năng động sáng tạo, tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh toàn diện, xây dựng phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới của tổng công ty, xứng đáng là tổ chức đại diện, là trung tâm đoàn kết, tất cả vì sự phát triển của đơn vị, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vững mạnh. Ngày 10 tháng 5, Công ty Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Với khí thế sôi nổi, công ty phấn đấu khai thác vượt 27.200 tấn mũ tập đoàn giao. Trong tháng công nhân, công ty sẽ chi trên 380 triệu đồng cho các hoạt động như tặng bàn ghế đá, máy nước nóng lạnh cho các đơn vị, tặng quà cho 90 công nhân khó khăn và 56 công nhân bị tai nạn lao động, tặng phương tiện hoạt động công đoàn cho 89 tổ công đoàn và chi trên 490 triệu đồng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao. Tại buổi lễ, Công đoàn Cao su Việt Nam đã trao 345 triệu đồng hỗ trợ máy ấm công đoàn cho công nhân cao su Dầu Tiếng. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên đề sự kiện bình luận lần này, chúng tôi xin giới thiệu một gương điển hình về sự tăng trưởng vượt trội đối với năng suất sản lượng vườn cây, đó là Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Từ một đơn vị có năng suất sản lượng khá thấp ở khu vực Đông Nam Bộ, đến gia nhập câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Vậy đâu là những giải pháp giúp Cao su Đồng Nai có năng suất sản lượng vượt trội? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề số ra kỳ này. Với sự quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo và sự đồng bộ trong việc thực hiện các giải pháp về quản lý lao động, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trên vườn cây những năm qua,
Tổng công ty Cao su Đồng Nai luôn là đơn vị nằm top đầu của toàn ngành về trước kế hoạch sản lượng. Năm 2022, tổng công ty về trước kế hoạch 38 ngày, sản lượng khai thác hết năm 2022 vượt 18% kế hoạch. Năm nay, tổng công ty được giao sản lượng khai thác 25.700 tấn. Tính đến hết tháng 4, tổng công ty đã khai thác được 8.092 tấn, đạt 31,5% kế hoạch năm, so cùng kỳ tăng 2.147 tấn. Những năm qua, Cao su Đồng Nai đã khắc phục được những yếu kém trong việc khai thác để đưa năng suất vườn cây nhanh chóng vươn lên và ghi tên vào câu lạc bộ 2 tấn của tập đoàn. Năng suất lao động bình quân đạt 12,5 tấn một người, cũng là đơn vị được lãnh đạo tập đoàn đánh giá có năng suất lao động cao nhất trong toàn ngành. Để thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2023, tổng công ty tập trung vào hai nhóm giải pháp chính. Thứ nhất là nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý con người, đây là giải pháp mang tính chất quyết định. Thứ hai là nhóm giải pháp khắc phục các yếu tố tác động, xâm hại của thiên nhiên. Đối với nhóm giải pháp thứ nhất, tổng công ty ưu tiên duy trì lực lượng lao động đáp ứng đủ yêu cầu sản xuất. Không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn chú trọng đào tạo lực lượng lao động có tay nghề giỏi, có tính kỷ luật. Công tác tổ chức, điều hành, lãnh đạo thực hiện kế hoạch năm cũng đóng vai trò quan trọng được tổng công ty quan tâm ngay từ đầu năm để thực hiện tốt kế hoạch nông nghiệp và các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác. Theo đó, tổng công ty đã giao quyền chủ động cho các nông trường xây dựng kế hoạch điều hành dựa trên cơ sở tuổi cây, vườn cây, lao động. Bên cạnh đó, có những tiêu chí giúp nông trường căn cứ phân bổ lao động cụ thể. Nhóm giải pháp thứ hai được chú trọng trong những năm gần đây, đó là khắc phục các yếu tố tác động, xâm hại của thiên nhiên. Theo đó, khi thời tiết thay đổi, các đặc điểm sinh lý vườn cây cũng thay đổi và ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất. Vì vậy, hệ thống quản lý xuyên suốt từ tổng công ty đến các cán bộ kỹ thuật nông trường, tổ, đều phải quan tâm chú ý đến yếu tố này. Hiện nay, tổng công ty có hệ thống cơ giới phát triển nhanh để đáp ứng xử lý bệnh hại trên vườn cây, nhất là bệnh phấn trắng được phun trị trong vòng 7 ngày từ khi phát hiện bệnh nhằm đảm bảo đạt hiệu quả tối đa. Hệ thống máng, mái che mưa được chỉ đạo làm kỹ lưỡng trong những ngày đầu mùa vụ. Đối với vườn cây cạo thanh lý có miệng cạo trên cao, tổng công ty đã sử dụng ống dẫn mũ bằng nhựa, đảm bảo không mất mũ trong những ngày mưa bão, góp phần tận thu sản phẩm tốt nhất. Tổng công ty hiện đang xây dựng bộ phận nghiên cứu và phát triển để có nhiều ứng dụng mới được áp dụng trong lao động sản xuất. Trong những năm vừa qua, tổng công ty Cao su Đồng Nai chịu sự cạnh tranh lao động gay gắt đối với các khu công nghiệp trên địa bàn. Vậy, đâu là giải pháp giúp Cao su Đồng Nai ổn định lao động, đảm bảo cho sản xuất? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự chăm lo cho công nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở nông trường Cẩm Đường. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại phiên chợ không đồng dành cho công nhân lao động đồng bào dân tộc thiểu số ở nông trường Cẩm Đường thuộc Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Đến với ngày hội hôm nay, công nhân lao động không chỉ được mua sắm với giá công đồng mà còn tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn có thưởng. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi khám phá ngày hội hôm nay. Tiếp theo chương trình là tới cái phiên chợ không đồng hôm nay mà nông trường tổ chức ấy, thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Nói chung là làm công nhân đã cực khổ rồi, nhưng mà công ty đã tạo điều kiện cho anh em công nhân của bên mình thì tham gia cái phiên chợ này rất là vui. Chưa khi nào mà được tham gia phiên chợ như hôm nay. Cũng cảm ơn tới công đoàn và tổng công ty rất nhiều và công đoàn của nông trường. Em ơi, em tới với phiên chợ không đồng hôm nay thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy vui, với lại được người ta cho thì mình cũng mất tiền mua. Thì em được nông trường hàng cao nhận nhiều được sao? Được 100 ạ. Dạ. Em đã mua, em mua những gì rồi? Em mua rau, với lại mua xà phòng các thứ, với lại gạo. Cũng muốn là nông trường có thể tổ chức các
trò chơi cho công nhân của bọn em để có cái cảm giác vui hơn. Thưa quý vị và các bạn, công nhân đồng bào dân tộc thiểu số tại nông trường Cẩm Đường đã có một phiên chợ mua sắm với rất nhiều sản phẩm cộng đồng. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi khám phá đời sống sinh hoạt tại khu nhà ở công nhân như thế nào nhé. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang ở nhà chị Mái và anh Hòa. Vợ chồng anh chị đã vào làm công nhân nông trường Cẩm Đường là được 2 năm. Với thu nhập ổn định thì Tết năm ngoái trước khi về quê thì vợ chồng anh chị đã có số tiền dư là hơn 90 triệu đồng. Chào anh chị. Dạ. Trước khi mà vào làm công nhân cao su ở nông trường Cẩm Đường thì vợ chồng anh chị làm gì ở quê ? Vợ chồng em làm nông dân. Nhờ đâu mà anh chị biết là vào làm công nhân ở nông trường Cẩm Đường? Vâng, có ông chú vào làm trước, xong là ông chú giới thiệu ạ. Vâng, xong rồi em mới xuống. Chú của Mái là gần đây luôn? Vâng ạ. Ở gần đây luôn? Vâng ạ. Thì năm vừa rồi á, là bình quân thu nhập mỗi tháng của Hòa với Mái là bao nhiêu? Cũng do từ tháng, những đầu mùa thì ít mù thì nó cũng là 7-8 triệu. Tháng đầu thì được hơn 6 triệu, nhưng mà về bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 trở nên là được 7-8 triệu. Có từng tháng nhiều mùa thì cũng được 19-10 triệu. Những tháng cuối năm là thu nhập cao? Tháng cuối năm thì là 11-12 triệu. Tết năm vừa rồi thì Hòa với Mái được thưởng bao nhiêu? Hai vợ chồng thì vợ được 13 triệu, còn em được hơn 12 triệu. Cộng hai người thì cũng được thưởng hơn 20 mấy triệu. Là khi mà mình về quê ăn Tết đó là được nông trường là hỗ trợ xe đưa đón hết? Vâng, hỗ trợ tiền xe đưa về, xong lại chuẩn bị xuống lại có xe đưa đón xuống. Là hơn một năm là làm công nhân cao su thì thấy là công việc cạo mũ cao su như thế nào? Nói chung là làm quen rồi thì cũng không vất vả. Thì so với trước đây là hai vợ chồng ở ngoài quê là trồng ngô thì so với làm công nhân cao su thì thu nhập cuộc sống là như thế nào em? Ở ngoài quê thì nó chỉ làm ra cái hạt ngô, cái lúa thì nó không có làm thêm cái gì được, thì nó trồng rau các kiểu để ăn thôi. Mới quyết định hai vợ chồng quyết định xuống đây để làm ra tiền thì nó sẽ làm được nhiều thứ hơn. Thì xem được mà... đưa con xuống thì nếu mà lương nó vẫn cứ ổn định thì cố làm cái năm đấy là để làm lâu dài. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, vợ chồng anh Hòa chị Mái là một trong rất nhiều gia đình công nhân ở nông trường Cẩm Đường, Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Nhờ chăm lo tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số mà tổng công ty đã ổn định lao động, phục vụ cho sản xuất. Đây là một trong những giải pháp của Tổng công ty Cao su Đồng Nai trong thời gian qua. Và để hiểu rõ hơn những giải pháp của Tổng công ty trong thời gian qua, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với lãnh đạo Tổng công ty Cao su Đồng Nai để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, Tổng công ty Cao su Đồng Nai là điểm sáng của tập đoàn trong việc giữ vững năng suất chất lượng vườn cây cao nhiều năm liền. Xin ông chia sẻ những giải pháp của tổng công ty để giữ vững năng suất chất lượng cao của vườn cây trong những năm qua. Có thể nói rằng là cái năng suất của vườn cây là một trong những cái trăn trở mà Cao su Đồng Nai trong suốt cái thời gian qua là chúng tôi suy nghĩ rất nhiều giải pháp để nhanh chóng cải thiện năng suất vườn cây. Trong đó thì chủ yếu có hai nhóm giải pháp. Cái nhóm giải pháp thứ nhất đó là cái nhóm giải pháp để nâng cao cái vấn đề năng lực quản lý con người. Nhóm giải pháp thứ hai thì nó sẽ nằm vào việc là khắc phục các cái yếu tố tác động xâm hại của thiên nhiên.
Đối với cái giải pháp thứ nhất thì trước hết chúng tôi ưu tiên vào cái việc duy trì lực lượng lao động. Đây là điểm quan trọng. Đối với lao động thì nó có mấy tiêu chí cần tập trung. Thứ nhất đó là đủ về mặt số lượng định biên cho vườn cây. Thứ hai là lao động phải có chất lượng, có tay nghề tốt, đáp ứng được yêu cầu của vườn cây khai thác. Thứ ba, rất quan trọng, đó là lao động phải có tính kỷ luật. Rồi đối với kế hoạch năm thì ngay từ đầu năm là chúng tôi cho các đơn vị nông trường chủ động xây dựng các phương án điều hành trên cơ sở là thực tế của vườn cây, tuổi cây, giống cây, rồi vấn đề cái lao động của nông trường. Rồi sau đó thì đương nhiên tổng ty sẽ có quyết định giao kế hoạch. Nhưng cái quan trọng là sau đó thì chúng tôi chia kế hoạch năm ra thành từng gói nhỏ, hàng quý, rồi hàng tháng, rồi hàng 10 ngày một. Để trên cơ sở đó là cái kế hoạch nó được theo dõi rất sát. Và đây là một cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ là để kịp thời phát hiện những rủi ro, những yếu kém, những vấn đề ở nông trường mà nông trường nó không tự điều hành được, không tự xử lý được. Thì ở cấp độ tổng ty phải nhanh chóng phát hiện sớm và hệ thống phải có giải pháp để khắc phục ngay trong để thực hiện kế hoạch chung của tổng ty. Đối với cái lực lượng quản lý mà nói trong cái hệ thống khai thác thì chúng tôi cho rằng cái lực lượng tổ trưởng sản xuất là lực lượng nòng cốt, là một cái xương sống trong toàn bộ hệ thống. Do vậy đối với hệ thống là tổ trưởng là chúng tôi hàng năm cái mùa nghỉ cạo này là đều có cho anh em là ôn luyện lại về kiến thức, quy trình quản lý vườn cây, rồi cách điều hành đó. Và không chỉ cho ôn luyện không mà còn yêu cầu là phải thi nữa. Và chúng ta phải nhanh chóng củng cố lực lượng ngay trong những cái ngày đầu vụ. Ngoài ra trên vườn cây thì một cái hệ lực lượng quan trọng nữa đó là anh em bảo vệ. Bởi vì nếu không có lực lượng bảo vệ này thì vô hình dung sản lượng sẽ mất đi mà chúng ta không biết. Do vậy đối với anh em bảo vệ thì nó phải có cái chế độ ưu đãi, là lương của họ là phải bằng mức 1,2 lần của công nhân khai thác. Đó, như thế mới đủ điều kiện cho anh em người ta đi đêm đi hôm đó, suốt ngày là cứ phải trực chiến ở ngoài lô. Đặc biệt là trong cái quản lý các vườn cây, vai trò của địa phương là cực kỳ quan trọng. Phải có sự gắn kết giữa tổng công ty và các huyện thị, rồi giữa anh em bảo vệ với lực lượng công an, lực lượng quản lý thị trường. Do vậy thì đây là cái điểm mà chúng tôi tập trung. Còn đối với cái vấn đề mà mình nói là cái thiên tai thời tiết là rất là một cái yếu tố mà chúng ta phải để ý. Thời tiết thay đổi thì tất cả những sinh lý của vườn cây nó cũng thay đổi và nó biến động liên tục. Chúng tôi nghĩ rằng đây là điểm mà để nhanh chóng nâng cao năng suất vườn cây phải tập trung vấn đề này. Trước hết đó là cái vấn đề bảo vệ thực vật, đặc biệt là vấn đề phun phấn trắng này, phòng trị phấn trắng ngay từ những cái ngày đầu vụ. Yêu cầu khi đã nhiễm thì phải phun trị chỉ trong vòng 7 ngày thôi. Rồi thời tiết mưa bão nó cũng ảnh hưởng đến sản lượng rất lớn. Hồi xưa tôi nhớ rằng là cứ một ngày nếu mà 100 tấn mà cứ ngày đó mưa thì Đồng Nai chỉ còn lại khoảng 55 tấn, 60 tấn. Nhưng hiện nay một cái ngày mưa như thế thì cho dù mưa lớn đi nữa đó, thì Đồng Nai vẫn 100 tấn thì cũng lấy được là 85, thậm chí 90 tấn. Bởi vì cái hệ thống máng mái che mưa hiện nay chúng tôi tập trung làm rất kỹ lưỡng ngay từ đầu vụ. Có những vị trí cạo trên cao, những cái cây già chuẩn bị thanh lý đó, cái vị trí cạo nó xuống tới cái miệng chén đâu phải 2 mét. Thì anh em thường sáng tạo là làm một cái sợi dây mà dòng từ cái miệng, cái máng xuống để mũ nó chảy theo cái dây đó xuống. Và thực tế như thế thì nó mất mũ nhiều lắm, là vì gió thổi ra là dây rung 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 là bay mất.
Như hiện nay mình làm bằng một cái ống nhựa bình minh, nó bảo đảm là không hề mất mũ khi trời mưa đối với những cái miệng gạo này. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ nó rất là cô đọng trong cái công tác thực hiện quy trình và tổ chức khai thác tận thu mũ trên vườn cây để chúng ta nhanh chóng khắc phục và đưa năng suất trên 2 tấn. Xin ông chia sẻ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng vườn cây của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Có thể nói rằng là một số các cái ứng dụng khoa học hiện nay nó rất là quan trọng nè. Ví dụ như là anh em nghiên cứu những cái hóa chất, những cái thuốc mới cho vườn cây. Ví dụ như là những cái thuốc cho diệt cỏ chẳng hạn. Rồi nghiên cứu theo những cái hóa chất để bảo đảm cái độ ẩm cho miền cạo nè. Và loại kích thích dày vỏ để có thể khai thác tốt hơn trên các cái vị trí cái da nguyên sinh. Rồi những nghiên cứu như là thay thế cái hóa chất trên xử lý nước thải của nhà máy bằng vi sinh, rất phù hợp với cái định hướng phát triển xanh sạch trong chế biến. Và đặc biệt là khi sử dụng công nghệ vi sinh thì nó lại làm cho chi phí và giá thành giảm. Thưa ông, trong những năm qua thì Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thì chịu sự cạnh tranh lao động gay gắt với các khu công nghiệp trên địa bàn. Tổng Công ty đã có những giải pháp gì để ổn định lao động, đảm bảo cho sản xuất? Vấn đề hiện nay là chúng ta phải nhanh chóng để chuyển đổi cái vấn đề lao động của địa phương. Nguồn lao động tại chỗ đương nhiên là không có, thì hiện nay chúng tôi phải nhắm đến những tỉnh khác, đặc biệt là những tỉnh vùng sâu vùng xa, những cái nơi mà bà con họ chưa có công ăn việc làm, chẳng hạn như Hà Giang, Lào Cai. Như thế tổng cộng là khoảng 950 lao động. Các vị thấy một cái số lượng là cực kỳ lớn, trên chỉ có là khoảng là 2.300 lao động khai thác của Đồng Nai thôi, mà có tới 900 lao động của đồng bào người dân tộc. Và chúng tôi nghĩ đây là một cái lực lượng đặc biệt để đáp ứng cho cái mục tiêu là đặt chân vào câu lạc bộ 2 tấn ở Đồng Nai trong năm 2022 và những năm tiếp theo sau đây. Nhưng mà đương nhiên tôi nghĩ rằng là sau này có thể nó không mãi mãi như vậy đâu, mà chúng ta phải có những giải pháp khác nữa để tích cực hơn, chủ động hơn trong vấn đề sử dụng lao động cho khai thác. Xin cảm ơn những trao đổi của ông. Thưa quý vị và các bạn, buổi trò chuyện với ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai cũng đã khép lại bản tin chuyên đề số 3 lần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin chuyên đề ở những số tiếp theo.